Anh em nhá, hôm nay em sẽ bóc hộp cái con Light Array. Con này thì rất nhiều anh em, thời gian vừa qua rất nhiều anh em là chờ đợi này, LA12 anh em nhé. LA12, dòng này thì chuyên cho anh em chơi sự kiện. Đó, Light Array thì ít người ta sử dụng gia đình lắm anh em ạ, hầu như không có anh em nhé. Toàn anh em toàn chơi sự kiện thôi. Đấy, dòng này thì đây nó có xốp này, xốp nẹp anh em nhé, xốp nẹp, nẹp trên, nẹp dưới, và đây là cái xốp trên đầu của nó đấy này. Đấy, rất là nhiều xốp đúng không ạ? Đó, hôm trước thì em đã live stream cho tất cả anh em rồi, thì hôm nay thì em sẽ bóc ra và sẽ cho anh em xem cái nội thất như nào. Và lưu ý với anh em là dòng này thì nó là một trong những cái dòng chuyên nghiệp và sử dụng bát 30 anh em nhé, bát 30. Và sơn của nó cũng là một cái lớp sơn rất đặc biệt. Đúng không ạ? Lớp sơn sần cát anh em nhé. Chống nước, chống xước anh em nhé. Chống nước, chống xước. Anh em thấy chưa? Đấy. Đó, ok. Và bên em sẽ tháo ra để cho anh em xem cái nội thất. Con này thông số thì đánh rất là sâu anh em nhé. 8 ohm, 99 dB và max lên tới 135 dB anh em nhé. Độ nhạy 99. Và anh cứ xoay đi. Cái giải tần đáp ứng rất là sâu anh em nhé. Nó ăn được từ 65 Hz cho đến 20 kHz. Tức là nếu mà ở mức 65 này thì em nghĩ là nó sẽ không cần phải có mid loud đâu anh em nhé. Hầu thường thì những bát 30 thì không cần phải có mid loud. Đấy, nhưng bát 25 thì mới cần phải có mid loud thôi. Và công suất là 450 cho đến 900W anh em nhé. Đó, rồi. Và bây giờ sẽ tháo cho anh em. Đây. Con này thì anh em nhìn rất là đẹp với cái màng loa này anh em nhé. Màng loa rất là hay. Đó, gần ba thếp, rất là đẹp cái màng này. Đó, đây sẽ tháo cho anh em xem cái củ chép. Đó, củ chép của bát anh em nhé. Dòng này thì khẳng định với anh em là chơi thì hết nấc luôn anh em nhé. Đó, củ bát 30. Đó, và anh em thể nhìn thấy tầm dầu. Rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp. Và cái bát này nó rất là sâu. Thì theo hãng người ta công bố với tất cả cho bên em là cái củ bát này ấy, nó có một điều đặc biệt. Đó là nếu mà như những loa full thì anh em có thể lắp được những cái củ bát nào cũng được. Nhưng mà riêng dòng Light Array, riêng dòng Light Array anh em nhé, là củ bát phải của củ bát Light Array, chứ không thể nào lấy được cái củ bát loa full lắp sang Light Array này được. Thì như vậy cái hiệu suất nó sẽ không được cao anh em nhé. Với những cái khít quá nhỉ, cái này khít quá. Với những nhiều anh em đóng loa đấy, thì thật sự với anh em là anh em hay lấy cái củ bát này để anh em lắp sang cho cái loa này, lắp sang loa kia đúng không ạ? Nhưng mà với cái dòng cái loa này thì nó có một cái hay nữa là đó, rất là chất. Chất chưa anh em? Đó, với cái loa này thì bắt buộc củ bát của nó sẽ phải là củ bát của Light Array, chứ không thể là củ bát của loa full được. Đó, sử dụng con này được sử dụng là từ neo anh em nhé. Từ neo. Đó, rất là phê, từ neo 7 màu. Coi này coi 76 rồi. Coi 76. Và chép đây, chép vẫn là chép đôi anh em nhé. Chép đôi sẽ mang tới hiệu suất rất là tốt. Rồi ok, để này. Rồi, hiệu suất rất là tốt cho anh em. Còn đây là cái củ bát đây anh em nhé. Củ bát đây, củ bát này là củ bát neo. Anh em biết neo rồi đúng không ạ? Nó nhỏ gọn, nó gọn nhẹ. Với cái thùng loa này nó chỉ tầm 20kg thôi. Đấy. Và nó gọn nhẹ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái neo thì tiếng nó sẽ rất là sáng anh em nhé. Đấy, tiếng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Một tay có thể cầm được lên, anh em thể nhìn thấy chưa? Đó. Coi 76. Đó. Nhẹ nhiếc, làm rất cẩn thận luôn. Anh em nhìn nó rất là đẹp anh em nhé. Đó, màng gần 3 thếp. Đó, ok chưa ạ? Anh em thể thấy chưa? Như em nói đấy, nhìn thì có vẻ là nó đơn giản như này thôi. Nhưng mà khẳng định với anh em là như nhà sản xuất đã thông báo với em là mày thử lấy một cái củ bát của loa full mày lắp vào xem hiệu suất của nó như thế nào. Thì chắc theo nhà sản xuất thông báo ấy là không thể dùng được những cái củ bát của những loa full thông thường. Đấy, ví dụ những loa full kia, những loa full thông thường để lắp vào trong Light Array này được. Lắp vào thì tiếng sẽ không bao giờ được hiệu suất cao như là những cái củ bát này.
Những củ bát này là củ bát dành riêng cho Light Array. Còn đâu những cái củ bát này khi lắp vào loa full thì chất tiếng nó cũng không thể như là những cái dòng loa full được anh em nhé. Đấy, nên không thể lắp chung được. Nên bát của loa Light Array là bát của loa Light Array, bát của loa full là bát của loa full. Đấy, không thể dùng chung được anh em nhé. Nên nhiều anh em cứ dùng chung là em thấy là không ổn đâu. Vì đầu tiên là cái hiệu suất không tốt, cái thứ hai là chất âm cũng không đảm bảo anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Và bây giờ em sẽ test chất âm của cặp loa này. Và giá của cặp loa này hiện tại đang là 19 triệu một cặp anh em nhé. 19 triệu một cặp. Đó, giá là chưa gồm phí ship anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp. Và bây giờ em sẽ test chất âm để anh em cùng tham khảo anh em nhé. Nghe căng lắm anh em ạ. Nghe phê thật. Bát 30 nghe tiếng bát của nó nghe phê lắm. Căng đét luôn. Chắc gọn anh em nhé. Anh nhà đánh 65 Hz, sơn sần cát anh em nhé, tiếng chắc kinh khủng luôn. Nghe tiếng súng rất là sâu. Tiếng căng thật, công nhận với anh em. Nốt thơm hơi ngang này. Đó. Nói chung là đáng kỳ vọng anh em nhá. Hôm nay anh em chơi thì chắc là khỏi chê luôn. Em Linh nhá, hai quả với nhau. Đó. Công nhận chất âm thích thật, với chất liệu gỗ của nó chất sướng, sờ sướng. Đó. Nghe phê. Và đang đánh non kênh thôi anh em nhé. Đó, này thì nghe chắc thật. Nghe chắc luôn anh em nhé. Cặp này hiện tại đang là 19 triệu một cặp anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu quan tâm liên hệ trực tiếp cho bên em. Chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.